Và đối với cái huyệt vị đại chung này thì Khải sẽ khuyên quý vị là dùng cái dao cầu gai này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cứ lăn như vậy này, chúng ta lăn vào cả cái khu vực này thì lại vừa tác động vào đại chung mà vừa tác động vào thái khê. Đó, và thái khê là một huyệt vị cũng rất là hiệu quả của thần kinh để giúp bồi bổ nguyên khí, làm khôi phục được chức năng của thận. Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và nội dung chính trong chương trình hôm nay á, thì Khải xin được phép chia sẻ đến quý vị một cái bộ huyệt vị trong đông y. Và công dụng của bộ huyệt vị này á, thì rất là rộng. Khi chúng ta tập trung tác động vào thì nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được những cái cơn đau ở cái vùng cổ gáy này, rồi cái vùng lưng, đặc biệt là cái vùng lưng dưới, hay kể cả những cái tình trạng như là bị sưng viêm đau khớp vai, bị tê bì chân tay, hay là kể cả những bệnh lý khác như là bị mắt bị vàng này, bị da mặt là xanh xao này, hay là bị kể cả tình trạng bị trĩ, rồi đau tức ngực, đau vùng bụng, nó cũng có thể là giúp quý vị cải thiện được. Hay nói một cách khác, đây là một cái bộ huyệt vị giúp quý vị có thể cải thiện được rất là nhiều bệnh lý khác nhau. Nếu như mà quý vị nào mà có những cái bệnh lý giống như Khải vừa nêu thì đây là một cái bài tập cực kỳ là hữu ích và quý báu. Còn những quý vị mà cảm thấy cơ thể của mình cũng còn là khỏe mạnh thì hoàn toàn có thể xem đây như là một bài tập dưỡng sinh hàng ngày để chúng ta chủ động phòng tránh bệnh tật. Và trước khi mà đi vào phần nội dung chính thì Khải cũng rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào cái quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì chúng ta sẽ không nói dài dòng. Khải xin mời quý vị chúng ta bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính. Và cái bộ huyệt vị mà Khải muốn nhắc tới trong chương trình ngày hôm nay, nó sẽ có hai huyệt. Huyệt đầu tiên là huyệt kinh cốt, và huyệt vị thứ hai là huyệt vị đại chung. Khải có để tên ở phía dưới màn hình. Thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị huyệt vị đầu tiên. Và đặc biệt là hai huyệt vị này đều nằm ở dưới cái vùng chân. Cho nên bây giờ Khải sẽ quay vào cái chân và hướng dẫn để giúp cho quý vị có thể là dễ dàng nắm bắt được. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta xác định vị trí và tác động vào huyệt vị đầu tiên. Như Khải có nói, nó có tên là huyệt vị kinh cốt. Khải có để cái tên huyệt vị nằm phía dưới màn hình. Nếu như mà quý vị nào mà không nghe rõ thì chúng ta có thể nhìn và đọc nha. Huyệt vị kinh cốt là nguyên huyệt của bàng quang kinh, và vị trí là nó sẽ nằm trên cái trung điểm của sống bàn chân. Ngay chỗ này quý vị, đây. Quý vị thấy này, cái cây mà dò huyệt Khải chỉ vào này thì chính là vị trí huyệt vị kinh cốt. Cách xác định là chúng ta chia cái khoảng cách từ đầu ngón chân út đến cái gót chân ra làm hai phần bằng nhau thì chúng ta sẽ có được một cái trung điểm. Và huyệt vị kinh cốt này nó sẽ nằm ngay trên cái ranh giới giao nhau của hai cái màu da. Cái da của bàn chân chúng ta ở trên này thì nó sẽ sạm màu, còn phía dưới này là nó sẽ sáng màu. Thì huyệt vị kinh cốt nằm ngay ranh giới của hai màu da và là trung điểm của cái chiều dài sống bàn chân. Thì đây chính là vị trí huyệt vị kinh cốt, và đó là nguyên huyệt của bàng quang kinh. Và Khải nghĩ là sau khi mà quý vị xem cũng như là nghe Khải nói thì tự chúng ta sẽ xác định được cái vị trí này cũng rất là đơn giản. Thì sau khi mà chúng ta xác định vị trí, chúng ta sẽ tác động vào đây. Để đã thông được huyệt vị kinh cốt này thì chúng ta sẽ có những cách như sau. Thứ nhất là chúng ta dùng chính cái ngón tay cái của chúng ta này quý vị này. Đây, chúng ta dùng một cái lực để chúng ta ấn vào. Chúng ta ấn vào. Ấn vào một cái lực để chúng ta đủ cảm nhận được có cái hiện tượng đắc khí. Hiện tượng đắc khí trong đông y người ta cho rằng bấm huyệt phải có cái hiện tượng này thì mới mang lại hiệu quả cao. Hiện tượng này là hiện tượng hơi tê và hơi đau một tí. Thì chúng ta bấm giữ ở mức lực như vậy và chúng ta day như vậy khoảng từ 2 đến 3 phút, làm trên cả hai chân. Quý vị lưu ý là huyệt vị kinh cốt nó sẽ có trên cả hai chân. Và cái chân mà Khải đang hướng dẫn quý vị là chân phải, thì Khải sẽ hướng dẫn một chân. Còn trên thực tế thì chúng ta
cần tác động cả hai chân để mang lại cái hiệu quả cao hơn. Thì nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ngồi và chúng ta tự chúng ta dùng cái tay chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ khó khăn. Tại vì chúng ta phải với xuống, mà với thì rất là khó để mà dùng một cái lực đủ để chúng ta bấm và tác động huyệt vị này. Và như vậy thì sẽ có một cái phương án nó tiện lợi hơn. Quý vị có thể là nhờ người thân của mình để tác động vào đây. Hoặc là chúng ta sử dụng những cái dụng cụ có sẵn ở trong nhà để chúng ta cầm vào. Hãy ví dụ như là cây đũa inox này, hoặc là bất kỳ cái vật dụng gì, cái dụng cụ gì bằng inox, bằng gỗ, bằng nhựa gì đó thì nó trơn nhẵn, chúng ta cầm và chúng ta sẽ dây. Thì ví dụ như là cái đũa inox á, thì nó sẽ có cái đầu nó trơn nhẵn, chúng ta cầm tương tự như vậy này, và chúng ta sẽ ấn vào ngay vị trí huyệt vị kinh cốt. Chúng ta cũng sẽ ấn để chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đắc khí và chúng ta tác động. Chúng ta có thể giữ im như vậy trong khoảng từ 5 đến 10 giây, rồi lại buông ra, rồi lại tiếp tục làm như vậy trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Hoặc là chúng ta ấn vào và chúng ta sẽ dây theo cái chiều vòng tròn cũng được. Đó là cái cách dùng dụng cụ. Nếu mà quý vị có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng cái dụng cụ này. Đó là cây dây huyệt chính hãng. Nó sẽ có hai đầu, cái đầu nhỏ này chúng ta dùng để dây. Còn cái đầu lớn này á, chúng ta có thể dây vào những cái vùng mà như là lưng, vai, mông thì nó sẽ hiệu quả hơn cái đầu nhỏ. Chúng ta cầm như vậy và chúng ta cầm giống như là cầm viết vậy quý vị, cầm ba ngón tay và tác động với cái phương vuông góc vào làn da. Đó là cái cách thứ nhất. Hoặc là chúng ta sử dụng cái dụng cụ này. Đây là cây giò cầu gai. Thì lúc nãy Khải sẽ có Khải dùng cái này này, Khải chỉ vào cái vị trí huyệt vị ấy. Thì cái đầu này người ta gọi là cái đầu giò huyệt. Và giò để phát hiện ra cái điểm A thị huyệt. Và trong đông y ấy, A thị huyệt tính là cái điểm mà cơ thể chúng ta báo cho chúng ta biết cái điểm đau mà cơ thể chúng ta báo cho chúng ta biết là chúng ta đang mắc phải bệnh lý. Và chúng ta cần tìm ra những cái điểm A thị huyệt này để mà chúng ta đã thông. Thì cái đầu này là tìm A thị huyệt. Đó. Còn cái đầu này ấy, là cái đầu bi lăn gai. Thì nó sẽ có những cái gai như vậy để chúng ta lăn vào huyệt vị thì nó sẽ đã thông hiệu quả hơn. Thì ví dụ như là chúng ta dùng cái lăn gai này, chúng ta lăn vào vị trí huyệt vị kinh cốt thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Đấy, chúng ta sẽ lăn như vậy. Chúng ta lăn dọc theo cái sóng nơi cái ranh giới của hai màu da. Chúng ta lăn từ, nếu có thời gian á, thì chúng ta lăn khắp cả cái khu vực này thì càng tốt. Còn không thì chúng ta lăn tập trung vào cái khu vực là huyệt vị kinh cốt này. Đó, chúng ta lăn như vậy. Đối với cái cây giò cầu gai này thì chúng ta cũng sẽ dùng một cái lực tương đối để tác động vào huyệt vị. Và chúng ta tác động như vậy trong khoảng từ 2 đến 3 phút, làm trên cả hai chân. Và một ngày chúng ta có thể là tác động vào đây từ 2 đến 3 lần đều được cả. Còn một cách nữa để mà tác động huyệt vị á, thì trong y học cổ truyền người ta thường dùng rất là nhiều, đó chính là kỹ thuật châm cứu. Thì đối với cái kỹ thuật châm á, thì ở đây quý vị sẽ không có nắm bắt và chúng ta không có nên làm. Còn kỹ thuật cứu á, thì dùng ngải cứu để hơ vào huyệt vị thì nó rất là dễ, cho nên Khải nghĩ là quý vị sẽ tự làm được. Thì ngải cứu á, thì là một cái dược liệu nó rất là quen thuộc và nó rất là hay, rất là hiệu quả, được dùng để làm thuốc cũng như là làm thực phẩm. Thì quý vị nếu có trồng á, chúng ta thu hoạch phơi khô và cuốn thành những cái điếu giống như cái điếu xì gà, chúng ta sẽ hơ vào huyệt vị. Còn nếu không á, thì quý vị cứ liên hệ Khải để Khải cung cấp. Đây, Khải cứu Khải tự làm. Đã xay ngải cứu khô và đúc thành những cái điếu như thế này để tiện trong cái quá trình chúng ta hơ vào huyệt vị. Đó là cái kỹ thuật là cứu trong đông y. Đây, Khải đã cứu và đã tắt này. Thì cách dùng thì rất là dễ. Chúng ta sẽ thắp đỏ lên và dùng cái lửa này, cái hơi nóng này, chúng ta sẽ hơ gần vào cái huyệt vị là huyệt vị kinh cốt. Đó, hoặc là nếu có thời gian chúng ta sẽ hơ dọc theo cái đường ranh giới của hai màu da này, từ đầu ngón chân út đến cái gót chân. Đó, và nếu như mà có thời gian hơn nữa, quý vị đều có thể là hơ vào tất cả những đầu ngón chân và kể cả lòng bàn chân. Tại vì nơi đây có rất là nhiều huyệt vị tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thận của chúng ta. Đó, thì chúng ta mua về và chúng ta lấy ra những cái điếu như thế này và chúng ta thắp đỏ, chúng ta hơ vào huyệt vị. Đó là kỹ thuật cứu trong đông y. Còn cái cây này quý vị thấy khi để ở đây ấy, là mục đích làm sao? Đây là cái dụng cụ để hơ ngải. Để hơ ngải tức là bỏ ngải cứu vào để hơ tránh bỏng da đó. Thì bình thường chúng ta cầm tay chúng ta hơ cũng được, nhưng mà nó dễ chạm vào da gây bỏng á, thì Khải chế ra cái dụng cụ này.
để chúng ta cắm cái ngày cứu vào như thế này này. Đó, cắm vào thì chúng ta cứ đặt vào, chúng ta hơi như vậy là nó không có sờ bỏng, nó sẽ chắc chắn là nó không có chạm vào cái da của chúng ta, nó không có sờ bỏng da. Cái dụng cụ này nó thật sự là hữu ích khi mà chúng ta tác động những huyệt vị nằm sau cái vùng lưng hoặc là cái vùng cổ gáy, nơi mà chúng ta không thể thấy được, thì chúng ta dùng cái này chúng ta hơi rất là tự tin, không có sờ bỏng da. Thì đó là những cái cách tác động vào huyệt vị kinh cốt Khải có chia sẻ. Thì quý vị thấy tiện cách nào thì chúng ta dùng. Đôi khi cần phải kết hợp những cái cách này lại với nhau thì mới mang lại hiệu quả cao. Thì Khải đã chia sẻ cái cách xác định vị trí và cái cách tác động. Còn cái công dụng thì phần đầu tiên Khải có nhắc rồi. Khi mà chúng ta kết hợp huyệt vị kinh cốt và huyệt vị đại chung, ngay sau đây Khải chia sẻ thì nó sẽ tạo thành một cái bộ huyệt vị giúp cho quý vị cải thiện được những cái bệnh lý, rất là nhiều bệnh lý. Những bệnh lý gì thì trong cái bước 2 này, sau khi mà hướng dẫn cho quý vị tác động vào huyệt vị đại chung thì Khải sẽ nhắc lại để cho quý vị có thể nắm bắt. Và bây giờ Khải xin phép là hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào huyệt vị đại chung. Thì lúc nãy Khải hướng dẫn chân phải, nhưng mà bây giờ Khải sẽ hướng dẫn chân trái, tại vì nó tiện hơn trong cái góc quay. Thì tại vì huyệt vị đại chung là nó sẽ nằm ở bên trong cái mặt trong của cái bàn chân. Thì cụ thể quý vị thấy đây chính là cái mắt cá trong. Thì cái vị trí cụ thể của huyệt vị đại chung thì nó sẽ nằm phía dưới huyệt vị thái khê. Thì thái khê là nó sẽ nằm khu vực này, nằm ngay chỗ vị trí này, ngay vị thái này, nằm ngay vị trí này. Nó sẽ nằm phía trong cái mắt cá trong và cách cái nhượng chân này, đó, nằm ngay chỗ này. Còn cái huyệt vị đại chung thì nó sẽ nằm phía dưới huyệt vị thái khê khoảng là 0,5 thốn, thì khoảng là 1 đến 1,5 cm, nhưng mà nó sẽ nằm gần cái nhượng chân hơn, thì nó sẽ nằm ngay vị trí này, đó, ngay vị trí này. Đây là thái khê và đây là đại chung. Và huyệt vị đại chung này là huyệt vị của thận, là lạc huyệt của thận nha quý vị. Đó, thì thái khê cũng là của thận và đại chung cũng là của thận. Thì trong cái trường hợp này, trong cái video ngày hôm nay, Khải sẽ tập trung nói về huyệt vị đại chung. Khi mà kết hợp với huyệt vị kinh cốt ở trong bước 1 thì nó mới tạo ra một cái bộ huyệt vị 2 để giúp cho quý vị cải thiện được những bệnh lý như là phần đầu tiên Khải có nêu. Tí nữa Khải sẽ nhắc lại một lần nữa. Thì đó là cái vị trí nha quý vị. Và sau khi mà chúng ta xác định được vị trí là chúng ta tác động vào đây. Một cái phương pháp tác động thì cũng hoàn toàn tương tự như là cách chúng ta tác động vào kinh cốt vậy. Tức là dùng tay hoặc là dùng dụng cụ có sẵn ở trong nhà chúng ta từng dùng, hoặc là sử dụng những cái dụng cụ chính hãng như thế này, dây huyệt hoặc là dò cầu gai. Và đối với cái huyệt vị đại chung này thì Khải sẽ khuyên quý vị là dùng cái dò cầu gai này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cứ lăn như vậy này, chúng ta lăn vào cả cái khu vực này thì lại vừa tác động vào đại chung mà vừa tác động vào thái khê. Và thái khê là một huyệt vị cũng rất là hiệu quả của thần kinh, để giúp bồi bổ nguyên khí, làm khôi phục được chức năng của thận. Cho nên là chúng ta nên là dùng cái lăn, cái dò cầu gai này, để mà chúng ta lăn vào cả khu vực phía sau cái mắt cá trong này. Đó, chúng ta dùng cái dò cầu gai, chúng ta lăn như vậy từ 2 đến 3 phút, lăn một cái lực vừa vừa phải, đừng có đè vào mạnh quá thì nó sẽ làm tổn thương da. Cũng đừng có lăn nhẹ nhẹ phía ngoài da này thì lại không có hiệu quả. Đó, thì chúng ta cứ lăn, tác động chân trái xong làm chân phải. Quý vị hãy nhớ là chân phải ở phía bên trong cũng sẽ có cái vị trí huyệt vị đại chung, tại vì kinh mạch trong cơ thể thì nó sẽ chạy cả hai bên mà. Rồi, đó là những cái cách là dùng dụng cụ hoặc là dùng ngải cứu. Thì ngải cứu cũng sẽ rất là hay, tại vì khi mà chúng ta dùng ngải cứu hơ nóng vào cả khu vực như thế này thì vừa tác động vào đại chung, vừa tác động vào thái khê và những huyệt vị khác. Cho nên là dùng ngải cứu cũng sẽ rất là hay, rất là hiệu quả. Chúng ta có thể là dùng cái điếu để mà chúng ta cầm, chúng ta hơ cũng được như thế này. Tại vì đây là cái vị trí mà chúng ta dễ dàng quan sát và chúng ta kiểm soát được, tránh cái trường hợp là ngải cứu nó chạm vào da gây bỏng. Nhưng mà nếu có cái ống hơ này thì chúng ta cũng sẽ tự tin hơn. Chúng ta cứ đặt như vậy, hơ, cảm thấy nóng nóng quá là chúng ta lại nhấc ra. Nó cứ làm liên tục như vậy trong khoảng từ 5 đến 15 phút là được. Đôi khi chúng ta cứ dùng cái ống hơ này chúng ta hơ, thì vừa hơ ngải cứu vừa được, mà vừa có thể là xem tivi hoặc là chúng ta nói chuyện với những người xung quanh được, mà chúng ta không có sợ bỏng da. Và đó là cái vị trí cũng như là cái cách tác động vào huyệt vị đại chung. Thì Khải đã vừa đi xong hai cái phần. Bây giờ Khải xin nhắc lại một lần nữa. Khi mà quý vị tác động đủ vào hai huyệt vị này là kinh cốt và đại chung, một huyệt vị của bàng quang kinh và một huyệt vị của thần kinh,
thì nó sẽ tạo thành một cái bộ huyệt vị rất là hay để giúp cho quý vị cải thiện được những bệnh lý ở vùng đốt sống này, đặc biệt là cái chứng đau cứng cổ gáy, chứng đau thắt lưng, rồi cái tình trạng là bị đau nhức chân tay, bị sưng viêm khớp vai, bị vàng mắt, bị da mặt xanh xao, bị trĩ, rồi là bị cái tình trạng là đau bụng, tức ngực, khó thở. Thì đó là những cái bệnh lý mà quý vị tác động vào cái bộ huyệt vị này, nó sẽ mang lại cái hiệu quả, tức là nó sẽ cải thiện được. Và ngoài ra, những quý vị nào mà cảm thấy sức khỏe chúng ta vẫn còn tốt, vẫn còn ổn á, thì có thể xem đây như là một bài tập dưỡng sinh hàng ngày, thì dù sao phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh nha quý vị. Và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ với quý vị cách xác định vị trí và cách tác động vào một cái bộ huyệt vị bao gồm hai huyệt, huyệt vị kinh cấu và huyệt vị đại chung. Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ giúp ích rất là nhiều cho quý vị trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe tại nhà. Có thể là chúng ta chủ động phòng tránh chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của mình, hoặc là giúp đỡ cho người thân của mình. Quý vị có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể là để lại ở phía dưới phần bình luận của video nha. Khải sẽ cố gắng đọc và giải đáp. Và ngoài ra, nếu như mà quý vị muốn sở hữu những dụng cụ chính hãng Khải vừa chia sẻ, như là cây giò cầu gai này, hoặc là cái cây dây huyệt chính hãng này, hoặc là ngải cứu nha quý vị. Đây, ngải cứu. Cái ngải cứu này là Khải tự sản xuất. Và nếu như mà quý vị cần cái số lượng nhiều thì liên lạc để Khải có một cái giá là ưu đãi. Hoặc là cái ống hơi nha ngải này. Đây, ống hơi nha ngải này, để chúng ta bỏ cái ngải cứu vào để tránh bỏng da đó. Thì quý vị liên lạc với Khải thông qua cái thông tin Khải có để phía dưới màn hình. Có thể là gọi điện trực tiếp vào giờ hành chính, hoặc là nhắn tin vào Zalo, Viber, cũng như là đặt hàng thông qua website, thì sẽ có nhân viên tư vấn và giao những dụng cụ này đến sớm nhất có thể để cho quý vị có cái sử dụng cụ để mà chúng ta thực hành tại nhà. Còn bây giờ thì nếu như quý vị còn thời gian thì Khải xin phép quý vị dành ra một ít thời gian để nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào cái quả chuông thông báo, để bất kỳ khi nào mà Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo sớm nhất đến quý vị, và tất nhiên là sẽ hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì Khải xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.